loạt bài tính nguyện trong 21 ngày với chủ đề hành trình mới, được thiết kế để giúp các bạn trẻ thiết lập thói quen giữ thời giờ tương giao với Chúa cách cá nhân. Hãy dành 5 đến 10 phút sớm nhất mỗi ngày để lắng lòng suy ngẫm lời Chúa qua loạt bài học này. Hãy chọn một góc yên tĩnh, đọc phần đoạn kinh thánh dành cho ngày đó và trả lời những câu hỏi ngắn. Tốt nhất, bạn nên mở quyển kinh thánh ra đọc để có thể trở nên quen thuộc với kinh thánh và dễ theo dõi thượng hạ văn của phần đoạn kinh thánh. Bạn có thể dùng viết màu để đánh dấu câu hoặc phân đoạn đó trong kinh thánh. Bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một quyển sổ tay và viết để ghi lại những câu trả lời và bài học của riêng mình. Sau đó, hãy đọc phần nội dung chia sẻ của bài học. Trước khi kết thúc, hãy dành ít phút để cầu nguyện theo lời cầu nguyện gợi ý trong bài học và cho ngày mới của bạn. Ước ao rằng bạn sẽ cảm thấy phấn khởi với hành trình mới này để khám phá kho báu quý giá trong lời Chúa và nhận được nhiều bài học tâm linh ý nghĩa nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình mới. Loạt bài tĩnh nguyện 21 ngày của khối thiếu niên, Ủy ban Thanh thiếu nhi Tổng Liên hội. Hôm nay là ngày thứ 11. Chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa với chủ đề Được Phước. Trước khi bắt đầu, mời các bạn dành thời gian cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Câu kinh thánh nền tảng của bài học ngày hôm nay được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 33 câu 29. Ồ, Israel, ngươi có phước dường bao. Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuận giúp đỡ ngươi, thanh gươm khiến cho ngươi vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến vua nịnh ngươi, còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó. Chúng ta cùng suy ngẫm bài học hôm nay với các câu hỏi sau. Câu kinh thánh này đề cập đến đối tượng nào? Họ được hưởng phước gì? Bạn kinh nghiệm được phước hạnh gì khi làm con cái Chúa? Khi sắp qua đời, ông Môi-se đã chúc phước cho người Do Thái. Đây cũng là lời tiên tri về sự gìn giữ, chăm sóc và ban phước của Đức Chúa Trời trên dân tộc ra từ tổ phụ Abraham. Họ được kinh nghiệm sự cứu rỗi kỳ diệu và đặc biệt từ Đức Giê-hô-va. Ngài là thuẫn để bảo vệ họ và là gươm để chiến đấu cho họ trước những kẻ thù nghịch của họ. Nhìn vào lịch sử tuyển dân, chúng ta thấy họ hưởng được nhiều ơn phước từ nơi Chúa. Chẳng hạn như họ được ban cho nền tảng đạo đức và giáo dục từ Thánh Kinh, được sự khôn ngoan và trí tuệ vượt bậc, được chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn họ rất nhiều. Dù họ có bị lưu đày và tản lạc vì sự cứng lòng và thờ lạy hình tượng, Chúa vẫn thương xót và cho họ có cơ hội được ăn năn và phục hồi. Ngày nay, người Do Thái đã có thể trở về quê hương. Điều vui mừng là phước hạnh của Chúa không chỉ dành cho người Do Thái mà cho tất cả con cháu thuộc linh của Abraham, là những người tin nơi Chúa Giê-xu. Khi tin nhận Chúa, chúng ta được tha tội, được ban cho sự sống mới trong Chúa, được Ngài yêu thương, chăm sóc đến đời đời. Bạn có thấy mình được phước và được yêu không? Hãy đến với Ngài để nhận lãnh với lòng biết ơn sâu xa ngay hôm nay. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về sự cứu chuộc, tình yêu, sự gìn giữ và chăm sóc của Ngài trên đời sống con. Xin giúp con sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài mỗi ngày. Amen.